Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã đến đảo Đá Đông B. Xin quý vị hãy theo dõi chi tiết đảo Đá Bông Đông B như thế nào. Thưa toàn thể các đồng chí, những điểm đảo xa của Tổ quốc do ông cha ta để lại hôm qua còn chưa được ghi nhận trên bản đồ thế giới thì nay đã trở thành những cái tên thật gần gũi, thân thương, trở thành niềm tin, niềm mong đợi của đất liền yêu thương. Vì ở trên những hòn đảo này, ngày đêm đang có những người chồng, người cha, người con trung kiên, vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và thương nhớ về quê hương thân thương, về đất mẹ Việt Nam yêu dấu. Trước mắt chúng ta là đảo Đá Đông vững vàng hiên ngang giữa biển trời mênh mông. Đảo Đá Đông cách bán đảo Cam Ranh 253 hải lý, nằm ở 08 độ 49 phút 42 giây vĩ độ Bắc, 112 độ 53 phút 48 giây kinh độ Đông. Cách đảo Đá Tây khoảng 19 hải lý về phía Đông, cách đảo Châu Viên do Trung Quốc chiếm giữ trái phép 10 hải lý về phía Tây. Đảo Đá Đông nằm theo hướng Đông Tây, diện tích thềm san hô khoảng 65 km², chiều dài khoảng 14 km và chiều rộng khoảng 3,8 km. Đá Đông có lòng hồ khép gần kín, phía tây của đảo có luồng vào trong hồ rất thuận tiện cho việc chuyển tải hàng từ tàu vào đảo. Vành đai san hô phía bắc cao hơn so với vành đai phía nam của đảo. Khi thủy triều xuống còn 0,4 m thì vành đai này nổi lên. Tháng 10 năm 1988, Phòng Bảo đảm Hàng hải Quân chủng Hải quân đã thả phao bồng và phao buộc tàu ở hồ Đá Đông. Mỗi phao được cố định bằng 3 rùa bê tông, mỗi rùa nặng 4 tấn ở độ sâu 18 đến 20 mét. Khí hậu thủy văn ở đảo Đá Đông mang đặc trưng khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa, mùa hè mát, mùa đông ấm. Tuy nhiên do ở vĩ độ thấp nên thời tiết buổi trưa oi bức. Mùa khô ở đảo bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Những tháng mùa khô, thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng nóng kéo dài từ sáng sớm đến rằm tối. Thủy triều ở khu vực đảo là chế độ nhật triều. Do nằm gần đường xích đạo, số ngày nắng nóng nhiều, 300 ngày một năm. Đảo Đá Đông chịu sự chi phối của ba đới gió mùa Đông Bắc, Đông Nam và Tây Bắc. Những tháng mùa mưa, thời tiết mát mẻ hơn nhưng lại hay giông bão bất thường, ảnh hưởng đến các hoạt động của đảo. Cùng với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Đá Đông là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía đông của các tỉnh Nam Trung Bộ. Nằm trong cụm Trường Sa, đảo Đá Đông phối hợp với các đảo trong cụm và trong quần đảo Trường Sa tạo thành thế trận liên hoàn bảo vệ cho mình và các đảo khác chống lại sự xâm chiếm đóng xen kẽ của lực lượng nước ngoài. Xung quanh đảo Đá Đông, phía ngoài sát rìa của thềm san hô và trong lòng hồ có nhiều loài cá quý như chim, thu, ngừ, mú và một số loài hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. Một số loài cá xuất khẩu mang lại lợi nhuận kinh tế cao như cá ngừ đại dương, cá mú, cho thấy giá trị kinh tế do nguồn lợi hải sản của khu vực đảo. Do đó, mùa sóng yên biển lặng, tàu thuyền của các địa phương ven biển Việt Nam đến đánh bắt, khai thác, chế biến hải sản tương đối đông đúc. Thưa toàn thể các đồng chí, chấp hành chỉ thị của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện nhiệm vụ CQ88 cuối tháng 2 năm 1988, Lữ đoàn 146 cùng với các lực lượng phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đóng giữ đảo Đá Đông. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông luôn đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống, phát huy truyền thống, chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền của đoàn Trường Sa anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đảo Đá Đông được xây dựng 3 nhà lâu bền và 1 nhà cứu hộ cứu nạn khang trang, sạch đẹp, vững chắc. Năm 2015, được Quân chủng Hải quân đầu tư trên 30 tỷ đồng mở rộng luồng vào đảo và bãi đỗ của thủy phi cơ. Trên đảo còn có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời đã góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, học tập, công tác, đưa cán bộ chiến sĩ trên đảo về gần đất liền thân yêu hơn nữa. Năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã cho xây dựng 3 chuồng chăn nuôi diện tích 40 m² trên một chuồng và tiến hành đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm 2019. Màn đêm buông xuống, nhìn từ xa, cụm đảo Đá Đông như những ngọn hải đăng lung linh tràn đầy sức sống giữa biển nước bao la.
gắn kết triệu triệu trái tim người con đất Việt hướng về Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc giữa biển khơi. Hiện nay, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông từng bước được cải thiện. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới. Trên các biển đảo có tủ sách báo với gần 1.000 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại, một tủ sách pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức, niềm tin, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Đá Đông là một trong 5 đảo chìm, 3 điểm của huyện Trường Sa. Khác với các đảo nổi, ở đây nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt được khai thác từ nước mưa và vận chuyển từ đất liền ra. Những năm gần đây, do được trang bị hệ thống bể chứa, nên đảo đã chủ động bảo đảm được 100% nhu cầu nước sinh hoạt. Để tổ chức tăng gia trồng rau xanh, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông phải vận chuyển từ đất liền ra từng bao đất nhỏ. Mặc dù nguồn nước ngọt khan hiếm, song nhờ các biện pháp sử dụng nước ngọt tiết kiệm, khoa học và phù hợp trong sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông đã thực hiện tốt công tác trồng rau xanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao sức khỏe bộ đội. Tổng sản lượng tăng gia đạt gần 12 triệu đồng, trong đó rau xanh là 2.258 kg và thịt các loại là 596 kg. Bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông còn tích cực chủ động trong công tác cứu hộ cứu nạn giúp đỡ ngư dân. Năm 2021, đảo đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 102 lượt ngư dân, giúp đỡ ngư dân trên 106.500 lít nước ngọt. Những việc làm bình dị mà cao đẹp của cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông nói riêng và các cán bộ chiến sĩ đoàn Trường Sa vùng 4 Hải quân, quân chủng Hải quân nói chung đã góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân. Giúp nhân dân ấm lòng hơn, tin tưởng hơn, ngày đêm bám biển sản xuất, phối hợp với các lực lượng vũ trang kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ chủ quyền 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Trải qua hơn 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông đã lập nên những thành tích xuất sắc được lãnh đạo chỉ huy các cấp ghi nhận. Năm 2000 và 2001, đảo được lữ đoàn tặng giấy khen. Năm 2004-2007 tặng bằng khen. Các năm 1999-2001, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng giấy khen. Các năm 2002-2005-2008-2010-2012 và năm 2016-2019-2020, bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ chiến sĩ, đảo Đá Đông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Trong các đợt kiểm tra, đảo Đá Đông vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Năm 2021, đảo Đá Đông được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 5 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thưa toàn thể các đồng chí, dự báo tình hình trên vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng lữ đoàn chính quy hiện đại đang đặt ra những yêu cầu cao và khẩn trương hơn. Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông nguyện quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của quân chủng, quân đội, vùng 4 và lữ đoàn, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tích cực giúp đỡ ngư dân, cứu hộ, cứu nạn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ người chiến sĩ Hải quân. Xây dựng đảo Đá Đông mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của quân và dân cả nước. Và bây giờ xin mời quý khách cùng toàn thể các đồng chí chuẩn bị vào thăm cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Đông. Mưa to sóng lớn, không có vào bờ được, nên chỉ còn kẹt lại trên tàu. Tàu lắc lư muốn xây sóng luôn. À.
sóng to như vậy nó đánh lên cao không có đi vào được, nên anh em cứ phải ngồi đây đợi thôi. Mưa nữa. Xa xa là đảo Đá Đông, nhưng hôm nay sóng lớn quá, cano không đi được, nên chỉ đứng ngó mà thôi. Sóng nó đánh như vậy không cách nào vào được hết. Tôi thấy anh Tâm từ Thái Lan, 66 tuổi rồi, ảnh rất khỏe. Dạ. Anh Tâm. Dạ. Nghe nói tính nhảy bơi vào bờ cho bà con đắt mắt chơi phải không? Dạ. Mà Tâm sức khỏe vào khoảng 19, 18 tuổi, Tâm vẫn gọi là dám. À. Năm nay Tâm 66 rồi, Tâm vào xin, nó không dám. Không dạy gì phải không? Dạ, không dạy gì. Dưới, nhảy xuống. Bơi từ đây tới đó lỡ. Ôi trời gì ơi, không thể nào sống được, không thể nào. Sóng hôm nay sóng lớn đó, dạ, sóng lắc lớn. Lư là bà con nhiều người mệt đó, dạ. Say sóng ở đây đó. Dạ. Dạ. Nhưng thưa quý vị, hôm nay trời mưa, biển động, sóng rất là lớn, không có đi được nên phải nằm ở phòng thôi. Nằm ở phòng sóng nó lắc lư như vậy thấy mệt thiệt á. Chắc không đi được, thôi thì chịu. Hôm nay chắc ở lại đây thôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.